Nếu bạn là một fan hâm mộ của Dr. Pimple Popper, có lẽ lúc này bạn đang phát điên và ngơ ngáy muốn nặn ra từng hạt mụn đầu đen nhỏ trên đường viền môi. Nhưng đây thực sự là một ngọn đồi mà bạn có thể tìm thấy ở Gard, Sudan. Biết được điều đó có lẽ còn khiến mọi thứ trở nên rùng rợn hơn vì trông như thể vết nứt ở giữa đang nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Kịch bản lỗ đen này gợi nhớ đến điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta, đảo Vostok. Địa điểm kỳ lạ này là một đảo san hô rộng 59 mẫu Anh nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương, cách Tahiti khoảng 640 km về phía tây bắc. Nếu bạn kiểm tra nó trên Google Earth ngày hôm nay, có vẻ như nó đã hoàn toàn bị bôi đen, làm dấy lên đủ loại lý thuyết hoang đường. Mọi người cứ nói rằng nơi này là một căn cứ tuyệt mật nào đó, hoặc thậm chí là một hòn đảo hư cấu trong phim Lost. Nhưng những gì chúng ta thấy ở đây thực sự chỉ là một khu rừng rậm rạp, xanh thẫm được tạo thành từ những cây Pisonia. Vì không có ai sống ở đó và hầu như không có ai đến thăm nên hòn đảo này gần như không có sự tác động của con người. Ngôi sao khổng lồ hay mandala này nằm ngay bên ngoài Beatty, Nevada. Nó khiến Internet bối rối. Mọi người đang cố gắng tìm hiểu xem liệu đó có phải là bằng chứng của một loại hoạt động ngoài trái đất nào đó hay không. Để tăng thêm phần bí ẩn, địa điểm này nằm ngay cạnh bãi thử nghiệm Tonopah, còn được gọi là khu vực 52 nổi tiếng. Bất chấp sự đáng sợ của nó có lẽ chỉ là một trong hàng ngàn vòng tròn trên cánh đồng đã trở nên nổi tiếng sau khi Google Earth xuất hiện. Hình xoắn ốc ở đây cũng nằm ở Nevada, và nó chắc chắn trông giống như một vòng tròn lạnh giá khác. Nhưng mọi thứ thậm chí còn trở nên xa lạ hơn nếu bạn sử dụng tùy chọn chế độ xem phố. Khi bạn phóng to ngày càng gần, bạn sẽ nhận thấy nó được tạo thành từ những tảng đá được sắp xếp cẩn thận. Có thể nói, mê cung này là một phần của bảo tàng ngoài trời nằm ở thị trấn ma Rhyolite. Và nếu điều đó vẫn chưa đủ rùng rợn, hãy nhìn xung quanh và bạn sẽ thấy hàng chục người đàn ông kỳ lạ mặc áo choàng trắng. Mặc dù có vẻ ngoài sống động như thật, nhưng hình bóng này thực chất là những bức tượng từ tác phẩm sắp đặt do một nghệ sĩ người Bỉ tạo ra vào những năm 80. Điều kỳ lạ hơn cả việc tình cờ tìm thấy một vòng tròn lớn trên mặt đất là tìm thấy một loạt chúng. Địa điểm tiếp theo của chúng tôi ở Wyoming chứa đầy những cấu trúc vòng tròn đặc biệt đến mức khó có thể đếm hết được. Trong thế kỷ 20, bang này của Hoa Kỳ đã chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp, chủ yếu là khai thác dầu, khí đốt và than đá. Vì vậy, những vòng tròn này có thể là tàn tích của một trang trại chứa dầu, ý tôi là những nơi từng đặt bể chứa dầu. Nếu bạn muốn tránh gặp ác mộng, tôi khuyên bạn không nên tìm kiếm lăng mộ Emin Becker ở Ba Lan. Nếu bạn tình cờ tìm thấy nó bằng cách sử dụng chế độ xem phố, hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một nơi bị bỏ hoang với tác phẩm điêu khắc đáng sợ nhất ở đó. Ôi, thật đáng kinh ngạc. Hãy tiếp tục ma quái. Hãy đến một góc biệt lập của Kazakhstan, nơi bạn có thể tìm thấy một ngôi sao năm cánh được khắc trên bề mặt trái đất. Cấu tạo này rất lớn, có đường kính khoảng 366 mét. Trước khi bạn đưa ra kết luận về việc cấu tạo này có liên quan đến một số hình thức thờ cúng vị thần trong thế giới ngầm. Điều đáng chú ý là ngôi sao năm cánh thực sự là đường viền của một công viên được thiết kế theo hình ngôi sao. Hình dạng ngôi sao được đánh dấu bằng những con đường hiện rập bóng cây, làm cho hình dạng ngôi sao càng trở nên nổi bật hơn trong các bức ảnh chụp từ trên không. Bạn có thể nhận ra biểu tượng đặc biệt này từ khoảng cách khá xa. Thoạt nhìn, nó thậm chí có thể giống như một bảng chữ cái ở thế giới khác. Như thể một nền văn minh cực kỳ thông minh đang cố gắng gửi cho chúng ta một thông điệp cảnh báo. Nhưng bí ẩn này đã được giải quyết. Chúng tôi đang ở De Hoge Veluwe, một công viên quốc gia Hà Lan nằm ở tỉnh Gelderland. Và những dòng chữ này thực chất là một phần của logo của công viên. Tìm kiếm các tọa độ này để tìm thứ trông giống như hình thái đất liền từ cảnh quan ngoài trái đất, hoặc có lẽ là bối cảnh từ Avatar. Nơi này nằm ở Nội Mông, Trung Quốc, được cho là mỏ đá granite. Nhưng có một điều hơi bí ẩn là tại sao nó lại có tông màu xanh nổi bật như vậy trên Google Earth. Ví dụ, nếu bạn kiểm tra nó trên Microsoft Bing Maps, vị trí tương tự sẽ xuất hiện với tông màu tự nhiên hơn nhiều. Ở vùng hẻo lánh của Úc có một hình vẽ khổng lồ được gọi là người Marie. Được phát hiện vào cuối những năm 1990, nó dường như đại diện cho một người đàn ông bản địa Úc đang đi săn bằng boomerang hoặc gậy. Hình vẽ trải dài hơn 3,2 km và rộng khoảng 2,5 km. Nó có những rãnh sâu được khoét sâu vào lòng đất. Điều này làm tăng thêm sự phức tạp trong quá trình hình thành và nguồn gốc của nó. Bất chấp những nỗ lực khám phá mục đích của nó,
nguồn gốc của nó vẫn là một bí ẩn. Đây là hơi thở sa mạc, nằm ở sa mạc Sahara. Giống như nhiều thứ bạn đã thấy trong video này, sự hình thành này cũng làm dấy lên suy đoán về việc nó được tạo ra bởi những sinh vật ngoài trái đất. Nhưng một tìm kiếm nhanh trên Google sẽ làm sáng tỏ bí ẩn đó. Hóa ra đây là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt được tạo bởi một nhóm ba nghệ sĩ Hy Lạp vào năm 1997. Họ đã dốc hết sức lực di chuyển xung quanh một bãi cát rộng tới 26.000 m² và thậm chí còn tạo ra một hồ bơi lớn ở giữa nó. Ai Cập vẫn còn nhiều điều bí ẩn và bạn có thể tự mình khám phá chúng bằng Google Earth. Đó là lý do tại sao một số người tình cờ phát hiện ra cao nguyên hình tam giác nổi bật này và ngay lập tức kết luận rằng họ đã phát hiện ra một kim tự tháp ẩn giấu. Tuy nhiên, các chuyên gia đã nhanh chóng dập tắt hy vọng của họ. Họ tin rằng không có lời giải thích hợp lý nào cho việc kim tự tháp tồn tại ở khu vực này, nằm cách rìa thung lũng này ở thượng Ai Cập 13 km về phía tây. Khám phá này có lẽ không gì khác hơn là một ngọn đồi đã chịu tác động của xói mòn kết hợp với vô số mộng tưởng. Trong một số trường hợp, chính thiên nhiên chịu trách nhiệm tạo ra những tác phẩm điêu khắc đáng sợ như người bảo vệ Badlands ở Alberta, Canada. Nếu nhìn từ trên cao, bạn sẽ nhận thấy không chỉ một mà là hai đầu người hiện ra từ khung cảnh. Những sinh vật khổng lồ này được tạo hình bằng sự xói mòn của nước mưa trên các lớp đất giàu đất sét. Chớ trêu thay, các cấu trúc bổ sung do con người tạo ra lại tạo ấn tượng rằng cấu trúc này đang đeo tai nghe có dây. Có vẻ như sa mạc là địa điểm chính để khám phá những hình ảnh kỳ lạ trên Google Earth. Vì vậy, điểm dừng tiếp theo của chúng ta là Trung Quốc. Ở sa mạc Gobi, bạn sẽ bắt gặp những đường màu trắng, ngoằn ngoèo, trông có vẻ ngẫu nhiên. Thử thách đầu tiên đối với các chuyên gia ngồi nhà là tìm hiểu xem những cấu trúc này được làm bằng gì. Vì rất khó để biết chúng được sơn lên hay đào vào cảnh quan. Vẫn còn rất nhiều suy đoán về nó trên Internet, nhưng lời giải thích hợp lý nhất là cấu trúc này được sử dụng để hiệu chỉnh vệ tinh. Bằng cách này, các camera vệ tinh có thể tập trung vào các lưới lớn này để tự định hướng trong không gian. Hãy xem chiếc máy bay nguyên vẹn này dường như đã chìm dưới đại dương ngoài khơi đảo Crooked Bahamas. Một số video lan truyền cho rằng đây là chiếc máy bay bị rơi của Pablo Escobar khét tiếng. Sự thật là không thể nhìn thấy thứ gì đó nằm dưới đáy đại dương. Vì vậy, nhiều khả năng đó là một chiếc máy bay đã thực sự bay khi Google chụp được những hình ảnh này. Tuy nhiên, có niềm tin mạnh mẽ rằng Pablo Escobar quả thực có một chiếc máy bay bị rơi gần đó, nhưng nó lại ở một khu vực khác của Bahamas, được gọi là Norman's Cay. Bạn vẫn có thể phát hiện ra nó ở vùng nước nông màu ngọc lam. Chỉ cần tìm kiếm máy bay chìm của Norman's Cay. Và nó đây rồi. Nếu bạn tin rằng người ngoài hành tinh đã ở cùng chúng ta, hãy tiếp tục và nhập các tọa độ này trên Google Earth. Khám phá khu vực bằng chế độ xem phố và ôi, nó là gì vậy? Tất nhiên chúng ta không nói về những vị khách đến từ hành tinh khác, nhưng cái bóng của một sinh vật khổng lồ này vẫn khiến tôi rùng mình. Hóa ra đó chỉ là một người đang đeo một chiếc máy ảnh 360 độ Street View được giấu trong ba lô dành cho người đi bộ. Vì vậy, nếu bạn quan sát kỹ Google Earth, bạn có thể bắt gặp thêm nhiều sinh vật cổ thon dài đang đi vòng quanh thế giới.